Chào các bạn nhỏ đang đến với giờ học online của quyển sách Thần Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học cuối cùng trong tập phim Chúa Đã Sống Lại. Trong hai bài học trước, chúng ta đã học về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sống lại đắc thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta sẽ cùng tôn vinh Chúa qua bài hát Bài Ca Cứu Rỗi để nhắc nhở về việc Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu là con một của Ngài xuống thế gian và chịu chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi cho tất cả chúng ta. Nhưng trước khi tôn vinh Chúa, cô dễ mời các bạn đồng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng thưa chuyện với Chúa nha. Các bạn nhắm mắt lại nào. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có giờ học này để chúng con nhận biết lời của Ngài. Xin Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con làm theo lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Con nên mời sớm con đây để sống cho Chúa. Mời tất cả các bạn ngồi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Chủ đề bài học ngày hôm nay là em chia sẻ về sự phục sinh của Chúa cho mọi người. Vậy các bạn có hiểu từ phục sinh có nghĩa là gì không? Phục sinh có nghĩa là sống lại từ cõi chết. Cô Diễm hỏi các bạn nè, có bao giờ các bạn có một tin vui nào đó và rất muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết không? Cảm giác của các bạn lúc đó như thế nào? Còn riêng với cô Diễm rất vui mừng khi được chia sẻ tin vui cho mọi người. Chúng ta là con cái của Chúa và chúng ta luôn có một tin tức tốt lành để chia sẻ cho mọi người. Đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. Bây giờ, cô Diễm mời tất cả các bạn sẽ xem video câu chuyện kinh thánh để ôn lại bài học nhé. Lạy Cha,
Nếu đây là điều cha muốn, thì xin cha hãy cất chén này khỏi con. Dù vậy xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Ở đâu? Bắt ông ta về đây. Bắt về đây. Judah, sao ông lại ở đây hả? Còn có lính canh đền thờ nữa. Không biết các ngươi đang muốn tìm ai? Jesus, người Nazareth. Vậy hắn là kẻ nào? Judah, còn lấy cái hôn để phản lại con của Đức Chúa Trời sao? Thì ra chính là ngươi. Chính là ta đây. Con không để chúng mang thầy đi đâu. Hãy cất gươm của con vào vỏ đi, Pierre. Không lẽ chén mà cha đã ban cho ta, ta lại không uống sao? Nhưng thưa Chúa. Này Giang, hãy dừng tay lại. Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt tên cướp vậy? Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, sao các ngươi không ra tay bắt ta? Nhưng bây giờ các ngươi lại ra tay ngay chính thời khắc của quyền lực đen tối lên nguồn. Đợi ra tòa rồi muốn nói gì thì nói. Bắt hắn đi. Đưa hắn ra tòa để xử tội bạo loạn. Đưa ra tòa, đưa hắn đi. Giang. Mary. Con trai ta sẽ ra sao đây? Tới lúc rồi, tất cả các người tránh ra. Chúng ta sẽ nộp tên Giê-xu này cho tổng trấn Phi-lát. Tránh ra. Có phải ngươi là vua dân Do Thái không? Ngươi tự mình nói điều này hay có ai khác nói cho ngươi về ta? Dân tộc ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm gì? Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Vậy ngươi là vua sao? Chính ngươi nói ta là vua. Đây chính là lý do tại sao ta đã sinh ra và tại sao ta đã giáng thế. Để làm chứng cho chân lý, bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta. Chân lý là gì? Giải hắn ra và phạt roi. Hỡi thần dân Israel, hãy xem người này. Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi trên cây thập tự sao? Không, là vương, không được. Đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Ta vô tội về huyết của người này. Đó là việc của các ngươi. Thank you.
Philat ra lệnh ghi tấm bản này để cho mọi người có thể thấy. Tấm bản nó ghi cái gì vậy? Tiếng Hebrew, Hy Lạp và Latin nghĩa là Giêsu người Nazareth, vua dân Do Thái. Thưa bà, đó là con của bà. Rằng đây là mẹ của con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chăm sóc cho bà như mẹ ruột của mình. Mọi việc đã hoàn tất. Này bà kia, sao bà lại khóc? Người ta đã dời Chúa khỏi mộ rồi, giờ chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về. Marie, Chúa Giêsu, đừng chạm đến ta, vì ta chưa lên với Cha. Nhưng hãy đi đến với anh em ta, bảo họ rằng ta đang lên với Cha ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các con. Hãy đi và gọi anh em ta đi đến Galilee. Ở đó họ sẽ thấy ta. Chúa Giêsu sống lại, ngôi mộ đã trống rỗng. Chúng ta đã nghe thông điệp đó nhiều năm nay, giờ đã tận mắt chứng kiến. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo các em, có phải chúng ta chỉ cần nghe và đọc về những câu chuyện quyền năng của Chúa Giêsu là đủ rồi không? Chắc chắn là không rồi nha. Chúa muốn chúng ta không chỉ nghe và đọc về những câu chuyện của Ngài, nhưng Chúa còn muốn chúng ta biết rõ về Ngài. Và đồng thời, Ngài muốn chúng ta sẽ chia sẻ về sự phục sinh của Chúa Giêsu cho người khác nữa. Sứ đồ Phaolô đã ghi lại điều này trong Kinh Thánh Roma đoạn 10 câu 14 như thế này: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, không có người rao giảng thì nghe cách nào. Đây là câu Kinh Thánh chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Cô Diễm mời các bạn cùng đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nhé. 2, 3. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, không có người rao giảng thì nghe cách nào. Cô Diễm mời tất cả các bạn cùng xem một video nữa tên là Tìm hiểu Kinh Thánh, để chúng ta học biết về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh như thế nào nhé. Toàn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền đều hướng về một nhân vật làm thay đổi cả thế giới, đó là Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Hãy cùng tụi mình du hành xuyên thời gian để khám phá những sự kiện chỉ về cuộc đời, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Christ nha. Xin chào, mình là Gizmo.
chúng ta đang tìm hiểu về những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Toàn bộ Kinh Thánh đều hướng chúng ta đến sự kiện này, bắt đầu tại sáng thế ký, khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Các sự kiện đều hướng tới ngày mà Chúa Giêsu trả giá cho tội lỗi của con người. Câu chuyện ông Abraham chuẩn bị dâng Isaac là hình bóng cho việc Đức Chúa Trời sẽ hy sinh con một của chính Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho chúng ta tế lễ thiêu. Việc ông Daniel bị bắt cách vô lý cũng là hình ảnh liên quan đến việc Chúa Giêsu vô tội bị bắt giữ. Trong câu chuyện Môi-se, bất cứ người Israel nào bôi huyết chiên con lên cửa theo lời dặn đều được cứu. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu rằng bất cứ ai tin nơi Chúa Giêsu đều được cứu bởi huyết của Ngài. Tất cả sự kiện đều hướng tới chính giây phút này. Trong lúc ở trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng việc này đã được báo trước. Những lời cuối cùng Ngài thốt lên: Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Đây là dòng đầu tiên trong Thi Thiên 22, một bài ca được viết trước khi Chúa Giêsu ra đời 1000 năm. Trong Thi Thiên, tác giả nói: Có nhiều bọ được vây quanh con, những bọ đực mập mạnh của Ba-san vây phủ con. Dịch đúng hơn sẽ là: những con bò đực hùng mạnh của Ba-san đã đội vương miện cho ta. Hình ảnh đó hoàn toàn ăn khớp với việc bọn lính La Mã đội một cái mão gai lên đầu Chúa Giê-xu. Nè, vua dân Do Thái vạn tuế. Thi Thiên 22 cũng nói: Mọi người thấy con đều ngạo cười, trề môi lắc đầu mà nói: Nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, thực tế Ngài đã bị chế nhạo bằng những lời lẽ giống như vậy. Hắn tin cậy ở Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương hắn thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu hắn đi. Tác giả Thi Thiên cũng nói về việc đóng đinh, mặc dù kiểu trừng phạt đó chưa có vào thời bấy giờ. Vì những con chó vây quanh con, một lũ hung ác vây phủ con, chúng đâm thủng tay và chân con. Có nhiều cụm từ trong Thi Thiên 22 mô tả những đau đớn khi bị đóng đinh, bao gồm: Con bị đổ ra như nước, xương cốt con đều rã rời, và sức lực con khô như miếng gốm, và lưỡi con dính nơi cổ họng. Ta khát. Tác giả cũng đề cập đến nhiều điều cụ thể hơn liên quan đến sự chết của Chúa Giêsu, nên nhớ rằng nó được viết trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh 1000 năm. Chúng chì nhào áo sống của con, bắt thăm để lấy áo choàng của con. Bằng cách trích dẫn Thi Thiên này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng tất cả điều này đã được báo trước và rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Thi Thiên 22 mở màn bằng tiếng khóc than và rồi tiếp tục nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời nghe và sẽ đáp lại tiếng khóc than đó. Chúa đã nhận lời con, cứu con khỏi mồm sư tử. Con sẽ ca ngợi Ngài vì Ngài không khinh bỉ hay ghê tởm cảnh hoạn nạn của kẻ nghèo khổ, nhưng lắng nghe tiếng kêu cứu của người. 1000 năm trước khi câu chuyện xảy ra, tác giả Thi Thiên 22 đã tiên báo rằng thập tự giá chưa phải là hồi kết của câu chuyện này. Chúa Giêsu đã sống lại từ trong mồ mả và Ngài sẽ cùng Đức Chúa Trời cai trị đời đời. Khắp cả trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va. Họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hay quá đúng không các em? Sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài đã được báo trước qua rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chúa rất yêu chúng ta, yêu đến nỗi Ngài ban con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết để gánh thay hình phạt tội lỗi cho chúng ta. Và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho ai tin Ngài. Đó chính là tin lành cần chia sẻ cho mọi người. Chúng ta đã biết rõ về sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta được Ngài tha thứ hết tội lỗi và được Ngài ban cho sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta hãy chia sẻ tin mừng này cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta nhé. Thách thức của bài học hôm nay dành cho tất cả các bạn là hãy gọi điện thoại cho một người bạn của mình, chia sẻ về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu cho người bạn đó nhé. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một mẫu thập tự giá khác nha. Và sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ có một sản phẩm như thế này đây. Rất đẹp đúng không nào?
Bây giờ các bạn nhỏ cùng cô Diễm xem hướng dẫn gấp thập tự giá nha. Dùng kéo cắt theo đường chỉ dẫn. Sau đó ta bắt đầu gấp. Bước 1. Lật ngược mẫu thập tự giá đã cắt ra mặt phía sau. Bước 2. Gấp hai bên theo nét đứt dọc. Bước 3. Gấp theo đường zigzag. Bước 4. Gấp theo nét đứt dọc sẽ tạo ra hình tam giác. Bước 5. Gấp zigzag từ trên xuống theo nét đứt ngang. Bước 6. Tiếp tục gấp theo nét đứt dọc để tạo ra hình tam giác. Bước 7. Lật ngược lại và hoàn tất. Qua hai bài học của những tuần trước, cô Diễm chắc chắn rằng các bạn đã làm quen với nhật ký của em rồi, đúng không nào? Các bạn nhớ nói với ba mẹ của mình, đăng ký và thường xuyên kiểm tra email để nhận thủ công và nhật ký của em nhé. Hôm nay các bạn cũng hãy tô màu thật đẹp và thực hiện phần thách thức của tuần này là chia sẻ tin lành cho mọi người nhé. Vậy, chúng ta đã kết thúc một tập phim rồi và chúng ta đã học được rất nhiều bài học, đúng không nào các bạn? Tuần sau chúng ta lại tiếp tục khám phá những câu chuyện kinh thánh các bạn nha. Bây giờ cô Diễm mời các bạn đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi kết thúc bài học nha. Chúng ta nhắm mắt lại. Kính lạy Chúa yêu thương của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được học lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng con. Con cầu xin Chúa ban cho chúng con có sự dạn dĩ để chúng con chia sẻ tinh thần này cho mọi người. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Các bạn nhỏ ơi, vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta nhớ đón xem giờ học của chúng ta vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần. Bây giờ cô Diễm xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Con nên
mời sớm con đây để sống cho Chúa.